Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hiền Hồ đưa bạn bè lên du thuyền tổ chức tiệc sinh nhật tưng bừng. Nữ ca sĩ không có nhiều bạn là nghệ sĩ trong giới showbiz Việt nên cô chỉ tổ chức sinh nhật với những người thân thiết. Thời gian gần đây, Hiền Hồ giọng ca trẻ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Bước ra từ chương trình giọng hát Việt, cô gây ấn tượng với hàng loạt bài hit như Có như không có, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Đừng nói tôi điên, vân vân. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ nhận được khá nhiều lời khen với diện mạo xinh đẹp, mái tóc ngắn cá tính. Ngoài ra, gu thời trang cũng ngày càng thăng hạng hơn khi sử dụng loạt túi xách hàng hiệu. Hiền Hồ tổ chức sinh nhật trên du thuyền hôm nay ngày 26 tháng 2 là ngày nữ ca sĩ bước sang tuổi mới. Tuy nhiên vào tối hôm qua thì cô đã rủ rê những người bạn, anh em thân thiết, ekip cùng tụ họp để thổi nến, ăn uống và quẩy tưng bừng bên nhau. Để mọi người có không gian vui vẻ thì Hiền Hồ đã chọn du thuyền ở sông Sài Gòn là địa điểm để tổ chức tiệc sinh nhật. Vốn dĩ cũng khá khép kín nên cô chỉ mời rất ít người đến chung vui với mình. Nữ ca sĩ diện trang phục kín đáo, make up xinh đẹp trong bữa tiệc mừng tuổi mới. Bạn bè của Hiền Hồ cũng khoe ảnh chụp chung lên trang cá nhân để chúc mừng chủ nhân hit Em ngày xưa khác rồi. Cả hội tươi cười hớn hở trên du thuyền, một khung cảnh khá lãng mạn và riêng tư. Ngoài ra, Hiền Hồ không quên thể hiện những ca khúc sâu lắng với giọng hát live và cực tốt để tặng mọi người vì đã dành thời gian đến chúc mừng mình. Fan đã mang bong bóng bánh kem đến trước chung cư tặng cho Hiền Hồ. Cách đây vài giờ, trên story Instagram, nữ ca sĩ cũng khoe khoảnh khắc được người hâm mộ mang hoa, bánh kem và bong bóng đến ngay sảnh chung cư để tạo niềm vui cho cô trong tuổi mới. Hiền Hồ chia sẻ, FC Hồ Chí Minh tổ chức sinh nhật bất ngờ ngay trước cửa nhà, xúc động lắm. Chị cảm ơn rất nhiều. Không cần điều gì quá xa hoa hoành tráng mà những niềm vui đơn giản, sự chu đáo của FC hay tình cảm của hội bạn dành cho Hiền Hồ cũng đủ để cô có được một ngày sinh nhật thật hạnh phúc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.